La Quinara, dự án khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp đầu tiên tại Việt Nam. Các bạn thân mến, trong 3 năm vừa qua, giá nhà đất Đà Nẵng đã giảm mạnh khoảng 30-40% so với thời kỳ trước. Và nhiều chuyên gia cũng đã nhận định rằng giá đất này đã chạm đáy và bắt đầu bước chân vào làn sóng mới. Do đó, đây sẽ là một cơ hội tốt để chúng ta cùng nghiên cứu về dự án mới đầy tiềm năng này. Bởi dự án này đang được đánh giá rất cao theo góc nhìn của các nhà đầu tư bất động sản. Vậy quý vị có tò mò rằng những lý do nào có thể khiến dự án này nhận được nhiều sự khen ngợi đến vậy? Thì câu trả lời của chúng tôi sẽ nằm ngay sau đây. Về tổng quan dự án, La Quinara là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp tọa lạc tại tâm điểm nối liền Đà Nẵng, Hội An bên dòng sông Cổ Cò thơ mộng và đồng thời sở hữu bãi biển riêng trong bãi biển An Bàng, nằm trong top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới. Chủ đầu tư của dự án này là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị Hội An. Về diện tích, dự án sở hữu diện tích gần 200 ha, mật độ xây dựng 30% và song song với đó là hơn 200 tiện ích đa dạng cho các cư dân tương lai. Điểm đặc biệt tiếp theo về dự án này đó chính là mô hình của dự án. Mô hình La Quinara là sự kết hợp từ các thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới như Sentosa, Singapore, Santorini, Hy Lạp và Venice, Ý. Mô hình này vừa hỗ trợ phát triển du lịch hiệu quả, lại vừa thúc đẩy tiềm năng kinh tế cũng như xây dựng thương hiệu riêng cho dự án. Hiện tại Phước Sửu và Thái Hòa đang đứng tại một buổi lễ kick off của dự án La Quinara, là một dự án rất là lớn tại Hội An, Hội Hòa. Dạ đúng rồi anh. Hòa đã đến dự án này bao giờ chưa? Hôm qua Hòa và cùng đoàn các nhân viên bất động sản của ERA Việt Nam đã đến thực tế tại dự án này. Hôm nay buổi lễ kick off rất là đông, không mọi người nhìn thấy buổi lễ kick off rất là đông đạt, rất là nhiều người, rất là nhiều sàn và trong đó ERA là một cái đại lý gọi là phân phối chiến lược, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Thế với cái dự án này thì Hòa cảm nhận như thế nào về cái không khí mở bán trong cái dự án trong ngày hôm nay? Đây là lần đầu tiên em đến Đà Nẵng để tham gia kick off. Ở đây thì các bạn sale rất là đông, đông hơn so với sự tưởng tượng của em. Đúng rồi. Cái dự án này thì theo như Hòa thì sẽ bán tốt hay không, và theo như Hòa thì sẽ là có cái mức giá và cái chính sách phù hợp và cái hình thức thưởng cho sale như thế nào? Theo cảm nhận của em thì dự án này sẽ bán tốt. Tại vì sao? Nó pháp lý ổn định và nó có một cái là sở hữu lâu dài, chứ nó không phải là sở hữu vài chục năm giống như những dự án khác. Thành ra là mình sẽ rất là dễ bán. Nhưng mà là sở hữu lâu dài không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cho mình hỏi cho một cái xíu là đối với dự án này thì Hòa biết sơ về cái dự án này chưa? Gồm là chủ đầu tư phát triển là ai, như thế nào? Thì cái dự án này nó rộng đâu đó hơn 200 hecta. Dạ đúng rồi, hơn 200 hecta. Và đồng thời là chủ dự án, cái người chủ đầu tư của dự án là Bắc Hội An. Thì Bắc Hội An là một chủ đầu tư rất là nổi tiếng ở khu vực miền Trung. Nói đến có miền Trung là ai biết Bắc Hội An. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, và đang bị phát triển dự án là Bitcoin. Vậy hả? Rồi thì đối với lại cái dự án có quy mô lớn như vậy á, thì Hòa có cảm nhận và cái cách di chuyển của từ dự án đi đến Hội An hay Đà Nẵng như thế nào? Ngày hôm qua khi mà đoàn đi thực địa ở ngoài dự án thì thấy là vị trí của dự án rất là đẹp, tại vì nó dừng chân ra, có nghĩa là khi bạn đi từ Đà Nẵng đi ra thì đầu tiên là bạn phải qua dự án. Ở đó sẽ là một cái điểm dừng chân hay một cái điểm đầu tiên để đón đầu của khách du lịch ở đó. Khi mà nó hoàn thành rồi thì nó sẽ có cái khu vui chơi phức hợp, trong đó có khách sạn, có resort, có sân tập golf, có hồ bơi. Sau đó từ địa điểm đó bạn có thể đạp xe đạp và đi vào trong thành phố Hội An, chỉ có 3 km mà thôi. Hôm qua là hình như là Hòa cùng với mọi người có trải nghiệm với lại cái thành phố Hội An, thì cái thành phố Hội An có nhiều cái điều gì là cho Hòa thích thú, enjoy ngày hôm qua? Thật ra là Hội An thì Hòa đến nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào đến thì cảm xúc nó cũng dạt dào thế, tại vì một cái địa vẻ đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp về đêm. Về đêm thì Hội An rất là lung linh và khách du lịch nước ngoài cũng rất là nhiều. Đồng thời các món ăn của Hội An rất là ngon. Có một cái nét văn hóa rất là vui, đó là hát bài trò. Khi mà đến Hội An thì nhớ tham gia bài trò. Sao rồi ạ? Hòa là nhận được cái món quà từ cái người chơi ở cái ca trù hát cái bài trò ấy, phải không? Dạ đúng rồi. Thế đến Hội An thì nói như Hòa thì
chỉ còn khoảng 100.000 đồng trải nghiệm tất cả những cái ăn và cái những cái thú vui Hội An không? Dạ đúng rồi. Ngoài Hội An ra thì mình có thể đi du lịch tới Đà Nẵng nè. Đúng rồi. Là Hiêu nè. Dạ. Rồi một cái danh lam thắng cảnh đẹp tuyệt vời tại Đà Nẵng. Dạ, ngoài ra thì mọi người cũng có thể đến Bán Đảo Sơn Trà tham quan trải nghiệm Linh Ứng nè. Linh Ứng có thể ra trải nghiệm thuyền thúng ở cái khu du lịch vườn dừa Bảy Mẫu. Cái đó là một trong những cái điểm du lịch rất là nổi tiếng của Hội An. Đúng rồi, đến Hội An đến Đà Nẵng thì còn mình thì nói đến là những cái thức ăn thì có món đặc sản của Đà Nẵng gao lầu. Wow, rất là thích món gao lầu của Hội An. Rồi ngoài món gao lầu thì mình còn có mì quảng nè, mì quảng ếch nè, mì quảng gà nè. Thịt heo hai đầu da. Thịt heo hai đầu da. Thì mình nói nôm na, hôm nay là mình đi sâu về cái dạng. Dạng gì nào? Dạng Lakina La. Chủ đầu tư ai nào? Bắc Hội An là một cái dự án rất là lớn. Khi quý khách hàng đầu tư vào đây thì không những được sở hữu một cái tài sản mà còn mình sở hữu một cái giá trị, đúng không? Giá trị văn hóa. Thì giống như ở đây nó là một phần ba đó, được hưởng tài sản, được có giá trị văn hóa, được có cái không gian. Rồi, quý khách hàng nào sở hữu lâu dài, quý khách hàng muốn tìm hiểu thông tin về dự án nè, bảng giá nè, chính sách nè, rồi hình thức mở bán, rồi loại hình sản phẩm thì hãy comment liên hệ với anh Phương Sử. Số điện thoại 0796796789. Phương Sử sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc cho quý anh chị và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Phương Sử. Thái Hòa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều dự án sau.